thêm một mẫu xe nữa giới thiệu lên cho toàn thể các bác mình ngắm. Chiếc xe với lực sơn màu vàng cát, các bác nhìn xem rất sáng bóng đúng không ạ? Một con xe đến từ thương hiệu của Nhật, cực kỳ lành tính và bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu, to cao rộng rãi. Đấy, hình thức đẹp, chất lượng cao các bác nhá. Máy số zin, keo chỉ zin. Nội thất của xe rất sáng đẹp luôn. Và chiếc xe này thì cũng đã được lên form mới rồi vì nó là đời 2014 các bác nhá. Đây là phần đầu của chiếc xe. Các bác xem cho em này. Nhìn phần đầu rất đẹp mắt luôn này, các bác nhìn xem, cặp đèn pha cho đến phần cản rồi đến phần cái phần mặt nạ ga lăng chỗ khu vực thông gió đúng không ạ? Các bác nhìn xem nhá. Xe vẫn còn rất long đanh luôn các bác ạ. Hoàn toàn là một chiếc xe không có lỗi các bác nhá. Máy số zin cơ mà đúng không ạ? Và chiếc xe là một xe gia đình sử dụng không qua taxi và dịch vụ gì. Nội ngoại thất của xe còn rất là sáng và tươi mới các bác nhá. Đây, nội thất của chiếc xe đây, em quay qua cho các bác ngắm. Đấy, xong là quay qua đến cái phần đuôi phía sau nữa. Xong rồi thì sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác mình ngắm từng phần, từng vị trí một. Đấy, phần sau của chiếc xe đây các bác nhá. Mẫu này được mang tên là Toyota Innova và được sản xuất năm 2014. Động cơ chiếc xe này là máy 2.0 các bác nhá, 2.0 máy dọc cầu sau với thiết kế là 8 ghế ngồi. Đấy, và con xe này của em nó là bản đủ các bác nhá. Nó là bản đủ. Xe gia đình 100% luôn, không qua taxi dịch vụ và chiếc xe hoàn toàn không có lỗi. Bên em đã test và kiểm tra toàn bộ rồi các bác nhá. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe mà em đang tiến hành mời toàn thể các bác xem đây. Một chiếc xe trong thời gian vừa qua rất là hot, được nhiều người tin dùng và ưa chuộng. Bởi vì dòng này bây giờ là chạy dịch vụ được nhiều mà, cho nên người ta lấy ra, người ta chạy dịch vụ rất là nhiều các bác nhá. Cho nên là giá thành bây giờ hiện tại những dòng xe Innova nó đang tăng giá một chút so với để cái thời điểm dịch các bác nhá. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu này thì cùng đón xem và cảm nhận. Alo trực tiếp bên em để chốt giá đẹp nhất. Và bên em sẽ bán cho toàn thể các bác mình cái chiếc xe này với tầm giá khung giá là loanh quanh 400 triệu các bác nhá. Vâng, bác nào quan tâm, bác nào yêu hãy xem tiếp. Vâng, đây các bác xem cho em phần vô lăng này. Đấy, vô lăng của xe khá là ok luôn. Và có túi khe toàn được làm ở giữa. Chỗ này được sơn vân đá, sơn gỗ rồi đấy các bác này. Đấy, logo đẹp này, vô lăng đẹp các bác nhá. Đấy, cần số cũng vậy, ok luôn, do cầm 5 ít mà. Đầu đài này nó là đầu đài CD nhưng mà có kết nối với điện thoại các bác nhá. Đây là công tắc vận chỉnh điều hòa hàng gió phía trước này. Chiếc xe được thiết kế là có hai dàn điều hòa các bác nhá. Một dàn được làm ở trên đây và một dàn được thiết kế phía đằng sau và được thổi lên trên trần đây. Trên trần có thiết kế 4 cửa gió luôn. Đấy, 4 cửa gió rất là mát cho hai hàng ghế phía sau các bác nhá. Trần nỉ sáng đẹp. Vách cửa sáng nữa các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, vách cửa ok này. Nó sáng luôn. Có ốp lốc đây, sàn bọc da, lót thảm trải sàn ở trên nữa rồi các bác này. Đấy. Phần nội thất của chiếc xe được thiết kế là màu kem các bác nhá. Và đây là phần mép cánh cửa của xe, các bác thấy là keo chỉ vẫn còn đây, đúng không ạ? Keo chỉ vẫn còn nguyên. Đấy, những phần tắp đi, cái đồ nhựa của chiếc xe vẫn còn ok luôn các bác nhìn này. Không xấu và không kém gì cả. Vách cửa đẹp luôn, khung gầm chắc chắn, không mục mọt các bác nhá. Và đây là keo chỉ tiếp theo của chiếc xe các bác nhá. Đây keo chỉ đây ạ. Đấy, bốn cánh cửa xe đây, rất sáng đẹp luôn này. Xe ok mà các bác mua về mình không cần phải làm cái gì hết các bác nhá. Mua về sẵn dùng sẵn đi thôi. Để sẵn dùng và sẵn đi thôi, không cần phải làm gì. Đây là phần vách cửa tiếp theo của chiếc xe. Các bác nhìn xem những cái phần sắt ở vị trí này các bác nhìn này, rất là sáng luôn này. Đấy. Những phần lòng trong rồi gioăng rồi những cái móc khóa rồi ghế nữa đúng không ạ? Ghế còn rất mới các bác nhá. Nội thất rộng rãi, dòng xe Innova này nội thất rất rộng nhá. Ngồi có thể được lên đến là trên 10 người, trên 10 người luôn. Đấy, đăng ký là 8 ghế nhưng mà mình có thể là ngồi được trên 10 người các bác nhá. Đấy, cửa đóng êm ái và nhẹ nhàng tại vì là vỏ của xe nó không bị lỗi mà. Tôn vỏ xe không bị lỗi cho nên đóng cửa nó sẽ khít và rất là êm nhẹ nhàng các bác nhá. Form mới thì kể cả như đèn trước và đèn sau đều được thiết kế là đèn mới rồi. 8 ghế ngồi, hàng ghế phía sau được co lên như thế kia để cho mình đựng đồ. Khi nào ngồi thì mình hạ xuống các bác nhá. Các bác xem thêm vị trí nào của chiếc xe này hãy báo cho bên em để bên em gửi hình, gửi video cho. Và giá sẽ có một cái mức giá tốt nhất cho mình để mình mua các bác nhá. Các bác yên tâm là sẽ có giá tốt.
Đây các bác nhìn xem những cái phần con bu lông ốc vít đây vẫn còn rất là đẹp, sáng luôn này. Đấy, vẫn còn trắng sáng này, đúng không ạ? Nó chỉ bẩn bẩn một chút thôi. Con xe này với biển số là 36 nhưng mà gốc của nó là ở Hà Nội các bác nhá. Gốc ở Hà Nội. Cho nên là bác nào mua về Hà Nội, Sài Gòn hoàn toàn không mất chi phí tiền biển số đây. Và phòng mới thì nó sẽ có một cái đèn liền kéo liền từ bên kia sang bên đây các bác này. Có những cái mắt cảm biến chống va chạm, có đuôi gió, có gạt mưa cũng đầy đủ các bác nhá. Đấy, cặp đèn pha, cặp đèn hậu xe rất là sáng đây, các bác nhìn xem. Lốp dày. Đây, lốp xe rất là dày luôn. Tôn vỏ đẹp lắm các bạn, không có lỗi về tôn vỏ đâu các bác nhá. Bên em đã kiểm tra rồi, máy số cực chất luôn. Từ phần nóc cho đến phần sườn, cho tới cái phần gầm của chiếc xe nữa các bác nhá. Tiếp theo thì em mở cửa ra cho toàn thể các bác mình ngắm phần bên trong. Đây là phần nếp cánh cửa tiếp theo của xe các bác nhá. Đây ạ. Đây. Cả nhà mình cùng đón xem, các bác gần xa trên bất cứ đâu mọi miền Tổ quốc hãy xem và cảm nhận nhá. Nếu ưng được con này thì báo cho bên em biết để bên em sẽ chuyển xe tới tận nơi cho. Xe không có lỗi lầm gì cả. Hình thức thì các bác có thể là nhìn trên đây. Còn những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác yên tâm. Các bác yên tâm về chất lượng, những cái vấn đề mà các bác không nhìn thấy các bác nhá. Và đây là phần côn số lái của xe này. Đây, vô lăng của xe đây, đứng từ vị trí này em quay thêm. Đây là hệ thống gương chỉnh điện của chiếc xe. Táp lô đây các bác nhá. Khóa khiển nguyên bản theo xe kìa. Đây, rồi có tượng Phật ở trên đây rồi. Gương chống chói đầy đủ nhá. Hệ thống côn và số lái của xe rất là chuẩn, êm ái và nhẹ nhàng. Và rồi tiếp theo em mời các bác xem thêm. Các bác xem lốt cho em ở vị trí này nhá. Đấy, hình thức nó có như thế nào thì các bác chỉ cần nhìn trên đây thôi là đã có thể biết được hình thức của chiếc xe này như thế nào rồi, đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem. Hoàn toàn là một chiếc xe rất đáng mua, đúng không ạ? Giá tiền thì hợp lý. Các bác mua mẫu này về nó sẽ đa dụng hơn và nó sẽ dễ sử dụng hơn so với một số những dòng xe khác các bác nhá. Nó dễ sử dụng. Lúc nào mình thích đi nhiều người được, mà đi ít người cũng được luôn. Và đây là gầm của chiếc xe nha các bác. Đặc biệt là mức tiêu thụ nhiên liệu. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ tầm khoảng 8 đến 9 lít trên 100 km thôi các bác ạ. Một cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là phải chăng, hợp lý đúng không ạ? Sang bây giờ thì lại rẻ rồi. Kính của xe bọc dán xung quanh rồi. Đăng kiểm của xe tháng 10 năm 23 luôn. Đăng ký tên tư nhân 36. Khoang máy này không nhé. Đây khoang máy đây. Khoang máy rất sáng luôn này. Đấy, tổng thành khoang máy các bác nhìn xem. Da máy xe rất là tươi. Không bị han này, là không bị xấu kém gì hết đúng không ạ? Cabo đây nhá. Máy số ngon các bác nhá. Bên em kiểm tra máy và số rồi. Vừa ngon lại vừa zin. Còn đây là phần gầm tiếp theo. Sắt xi đen đúng không ạ? Các bác mua về mình sẵn dùng sẵn chạy thôi, không cần phải sửa sang gì đâu các bác nhá. Vâng, vậy là chiếc xe Toyota Innova 2014 bản đủ 2.0 này em cũng đã giới thiệu và quay cho toàn thể các bác xem và các bác biết rồi. Các bác liên hệ sớm với bên em để được chốt giá đẹp nhất theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Ba số hotline, ba số bên em đang kết nối và dùng Zalo các bác nhá. Hãy alo trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại đó để được tư vấn cũng như là để được xem thêm, biết thêm thông tin. Giá cả bên em đang bán tầm khoảng 400 triệu. Còn bác nào mà muốn chốt giá đẹp cứ alo cho bên em để chốt giá tốt nhất cho mình mua các bác nhá. Thủ tục sang tên hoặc là các bác mình không muốn sang tên, mình làm công chứng ủy quyền, bên em cũng sẽ hỗ trợ cho bác. Ship và chuyển xe cũng hỗ trợ tận nơi tận nhà luôn các bác nhá. Bên em có đổi xe và có thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ. Các bác có xe gì mang lên em mua cho, em mua lại cho các bác mình tất cả những dòng xe ô tô cũ các bác nhá, với giá thành hợp lý. Trước khi kết thúc video thì các bác mình hãy nhấn like cho em và nhấn chia sẻ ủng hộ em với. Các bác chỉ cần bỏ ra một vài giây thôi, mình có thể là chia sẻ và like cho em được rồi. Đấy là một cách ủng hộ em các bác nhá. Đấy, và để ủng hộ các bác, để ủng hộ lại các bác thì
Các bác hãy đăng ký kênh đi. Các bác đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày hàng giờ các bác nhá. Em đăng lên cái các bác sẽ được nhận được ngay. Vâng. Video này em quay xong rồi, xin kết thúc và tạm dừng nó tại đây. Em chào tạm biệt các bác nhá.